Hello, xin mến chào tất cả anh em. Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều anh em hỏi về cái cục đẩy công suất lưới Agotech LT4000 này, với cái nội thất nó sẽ như thế nào anh em nhá. Thì qua rất nhiều video mà em cũng đã giới thiệu với tất cả anh em trên kênh rồi, thì anh em hãy nhớ là đăng ký kênh, hãy nhớ nhấn rung chuông. Và có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với số điện bên góc dưới màn hình để có thể đặt hàng. Cái quan trọng nhất là anh em hãy nhớ đăng ký kênh. Vì sao em lại nói anh em như vậy? Đăng ký kênh thì anh em sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về các video trên kênh của em. Nên rất nhiều anh em thì chưa đăng ký kênh, nên là không xem được các cái video mới nhất. Và rất nhiều video mà em cũng đang mở nội thất các dòng cục đẩy công suất, và rất nhiều các dòng sản phẩm mà anh em muốn tham khảo và muốn tìm hiểu anh em nhé. Trong kênh bên em thì có rất nhiều để anh em có thể lựa chọn và tham khảo. Và quay lại với cục đẩy lưới Agotech LT4000 ngày hôm nay, một cục đẩy công suất 4 kênh. Và mỗi một kênh này công suất đạt chuẩn lên tới 1000W cho một kênh ở cái chế độ 8 ohm anh em nhé. 8 ohm là mỗi kênh sẽ là 1000W. Thì anh em chơi gia đình, nó có thể đánh được cái súp 50, súp 40, rồi full 40, rồi một cặp full 30, nó đánh cho anh em căng đét luôn. Và với LT4000 này, nó là hàng chính hãng thương hiệu của lưới Agotech, cực khủng luôn anh em nhé. Nó luôn luôn là một trong những cục đẩy bán chạy nhất tại cửa hàng bên em. Giá hiện tại cục đẩy này là 8.700.000 đồng, là chưa gồm phí ship, giá lấy tại cửa hàng anh em nhá. Anh em nhìn về bên trong cái nội thất này của nó thì rất nhiều anh em ưng, rất nhiều anh em thích và rất nhiều anh em mê luôn. Nó có thể coi là một siêu phẩm, là một cực phẩm của dòng cục đẩy công suất 4 kênh mà rất nhiều anh em ao ước và rất nhiều anh em khao khát đăng và muốn được sở hữu nó anh em nhá. Đầu tiên cho anh em nhìn về cái nội thất thì một cái nguồn nó rất là lớn, anh em có thể nhìn thấy ra ngay đúng không ạ? Nguồn này thì sử dụng nguồn dây đồng anh em nhé, nguồn dây đồng, đường kính size 22 anh em nhé, đường kính nhá, nó hơn cả một găng tay này, đấy cả một găng tay anh em thấy đấy à? Ok chưa? Đây, đấy hơn cả một găng tay luôn, 22cm đường kính, nó cực kỳ là khủng khiếp và nó sử dụng dây đồng. Nhiều anh em thì cũng băn khoăn hỏi là nó là nhôm hay là đồng, thì cứ cam kết với tất cả anh em, nếu anh em phát hiện ra nguồn nhôm, đền tiền tặng máy cho anh em luôn, chơi thoải mái, chơi lớn, chơi căng với anh em luôn anh em nhá. Đấy, lên để anh em có thể yên tâm khi mà sử dụng cái dòng cục đẩy của công suất của bên em, anh em cứ yên tâm và tin tưởng sử dụng thôi, không có vấn đề gì cả, thoải mái sử dụng luôn. Con này thì 72 so NG cả bù áp anh em nhá, 72 so NG cả bù áp luôn trong này. Đấy, mạch Class H cho ra tiếng rất là sáng, rất là sạch sẽ cho anh em luôn. Đấy, 4 quạt gió, quạt thì có auto fan. Tụ thì 100V và 10.000 mFa anh em nhé. Những cái này thì tất cả thì em đều nhắc lại qua cho và nhanh cho anh em thôi, bởi vì thật ra em có rất nhiều video về LT4000 rồi. Anh em có thể lên YouTube, anh em gõ LT4000 Xuân Tuấn Audio để anh em có thể xem được rất rất nhiều những cái video về cục đẩy này mà tiết hàng cho anh em, rồi khui thùng, bóc hộp, rồi là mở nội thất, rồi là cạo nguồn đồng cho anh em để anh em có thể biết đúng không ạ. Tung về và linh kiện hoàn toàn dùng linh kiện chân cắm anh em nhé. Đấy, hoàn toàn linh kiện chân cắm thôi, không sử dụng linh kiện chân dán đâu anh em nhé. Nên là nhiều anh em cũng e ngại về vấn đề chân dán, nhưng mà thật ra là chả e ngại gì cả, tùy từng mạch công suất thôi. Còn đâu dòng nào nó cũng bền cả và dòng nào nó cũng ok cả. Nhiều anh em thì thích linh kiện chân cắm thì ok, đây là dòng linh kiện chân cắm nhá. Đấy, linh kiện hoàn toàn 100% linh chân cắm luôn. Đấy, tụ này, dàn tụ luôn anh em thật đấy. Hàng thì anh em cứ chơi hàng mới thôi, bền bỉ, chất âm hay, bảo hành cho anh em dài luôn anh em nhé. Đấy, bảo hành 12 tháng, hỗ trợ sửa chữa trọn đời cho anh em luôn. Nên anh em chơi hay anh em dùng như gì nó sướng luôn, không cần phải suy nghĩ gì cả anh em nhé. Không cần phải suy nghĩ gì cả. Đấy, đây là cục đẩy LT4000. Đấy, nội thất anh em xoay mói kỹ, rõ ràng chi tiết cho anh em luôn. Đấy, để anh em có thể biết được và có thể nắm được. Và cái quan trọng là có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với số máy công dưới màn hình anh em nhá. Quá ổn áp luôn đúng không ạ? Đấy, anh em nhìn rõ chưa? Thì ok, cũng theo nhu cầu của anh em thì em cũng mở nội thất thôi. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ anh em nhá. Dòng này thì luôn luôn trong top bán chạy rồi, vì không anh em không thể tìm đâu ra cục đẩy mà 1000W mà giá 8.700.000, nó là hàng chính hãng anh em nhá. Quan trọng là như vậy để cho anh em yên tâm và sử dụng thôi. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau anh em nhé.